Đây là một cái giấy, tức là một cái mảnh giấy mà tức là theo cái kiểu mà hoàn toàn làm bằng thủ công ấy, tức là không phải làm bằng nhà máy, máy móc mà là bằng thủ công như cái video hồi nãy mình vừa cho các bạn xem. Đây, mình cho các bạn xem thêm một số hình ảnh là con dao ở bên Nhật. Đó, những cái con dao mà hồi xưa mình Nhật người sử dụng. Và các bạn cũng có thể thấy về cái đồ dụng cụ để làm bằng giấy đây này, đó. Thêm một số dụng cụ. Ngoài ra còn có các bạn có thể thấy những cái lưỡi búa bằng gỗ này. Và những cái cây này mình không biết là cây gì, không biết là tác dụng để làm gì nữa. Nó giống như cây gậy. Đây các bạn có thể thấy một cái dụng cụ nữa, giống như là cái liềm, nhưng mà mình lại thấy không phải. Đây một cái cái này giống như là một cái thùng, nhưng mà được làm xung quanh bằng làm bằng gỗ cả, và được bó bởi những cái sợi dây tre này. Mình thấy cái thùng này rất là chắc chắn.